lực lượng cứu nạn tìm kiếm thi thể những nạn nhân cuối cùng ảnh. Lê Trung thi thể bà Nguyễn Thị Ái được tìm thấy trong tư thế tay ôm trước bụng thành vòng. Lực lượng chức năng tại hiện trường nhận định ban đầu khi chìm ghe, bà Ái đã cố ôm lấy con nhưng tụt mất. Bà Ái là giáo viên mầm non dạy học ở xã Đại Cường. Đợt nghỉ học vì dịch COVID-19, bà đưa hai con 4 và 5 tuổi đang học mẫu giáo cùng sang nhà chị gái chơi. Bà cùng hai con theo ghe gia đình anh chồng vượt sông Phu Gia, qua bãi bồi thuộc xã Đại Nghĩa chơi và xem cúng tạ bãi bồi. Trên chiếc ghe chở 10 người cùng bà con, họ hàng trở về, ghe bị lật. 4 người được cứu sống, trong 6 người mất tích có bà Ái và hai con nhỏ. Người thân ông Nguyễn Đình Ba ngất lịm khi hay tin con và các cháu cùng qua đời. Ảnh, Đoàn Nhạn theo người dân thu hoạch đậu ở bãi bồi. Thời điểm xảy ra vụ lật ghe, bà Ái tranh thủ thời gian nghỉ dịch muốn đưa hai con sang bên sông, để các con biết cảnh làm nông và thăm thú cảnh đẹp bãi bồi. Chiếc ghe nhỏ chở 10 người đã bị lật giữa dòng. Đến gần 22 giờ, thi thể con trai út ông Ba là anh Nguyễn Đình Hoàng cùng con gái út bà Ái, Nguyễn Hoàng Ánh Viên được tìm thấy. Hiện còn ông Nguyễn Đình Ba anh rể bà Ái vẫn mất tích. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm. Ảnh, Lê Trung có mặt tại hiện trường tìm kiếm trong đêm. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cho hay tỉnh đã yêu cầu huy động tất cả các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, công an, quân đội để làm sao nhanh chóng tìm kiếm được thi thể những nạn nhân xấu số. Tỉnh đã yêu cầu các đơn vị thủy điện ở thượng nguồn dừng vận hành, xả nước để lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong đêm. Hiện khó khăn lớn nhất là lòng sông không bằng phẳng, cho đây là khu vực khai thác cát. Nhiều chỗ cạn, cano không tìm kiếm được, chỉ dùng thuyền thô sơ. Trời đang lạnh, rất khó khăn cho đội lặn tìm kiếm. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin chiều 25 tháng 2, trong lúc đi thuyền trên sông Phu Gia, thuyền chở 10 người bất ngờ bị lật khiến 6 người dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam mất tích. 10 người trên ghe lật giữa sông Phu Gia đều cùng bà con, họ hàng TTO. 10 người trên chiếc ghe bị lật giữa sông Phu Gia, chiều 25 tháng 2 có ông Nguyễn Đình Ba và hai gia đình anh em bên vợ. Hiện chỉ mới có 4 người được cứu sống,